Người mà nó không có tham nữ sắc, nó gặp nó bình thường à, mà nữ sắc lại thương họ, người con gái lại thương họ. Họ không thương người con gái nhiều mà người con gái lại thương họ. Còn cái thằng mà nó gặp nữ tự nhiên làm nè, nó miếng nó mồm miệng chảy ra. Thì con nhỏ con gái nó sợ quá, thôi tao không có thương này, thì ghê quá, tao là trời, hiểu không? Đó. Nên từ nó quý vị coi phải rõ ràng, có những thằng mà nó đeo đẳng nó thương một cô gái, mà cô gái không bao giờ thương. Nhưng mà một cái thằng mà nó chung chung, nó không nặng tình gì mấy, nhưng mà bao nhiêu người nữ lại thương. Thấy không? Nên có người mình á, mà khi đặt vấn đề về tham quá mạnh thì nó nghèo, quá tham nó không có, quá tham nên phước trong mạng nó bị mất hết, thì làm sao sự nghiệp phát triển được. Dù cha mẹ để tiền bạc lại mà lạ thai, tự nhiên cha mẹ làm ăn suy sụp, tiền bạc mất sạch. Cái đứa này đúng là nó sanh vô gia đình này là nó hưởng phước này nè. Những đức từ khi gặp Phật Pháp là những đức gặp ngay pháp môn niệm Phật, nên bản thân của những đức cứ tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà suốt. Tại vì chính pháp môn tịnh độ giúp cho mình thay đổi cuộc đời, thay đổi được những cái sự tư duy trong cuộc đời của mình luôn. Dù như ngày xưa những đức sống chỉ biết mình, biết ai, đa phần sống vì mình thôi. Vậy mà nhờ niệm Phật mà mình thay đổi được, thay đổi được những cái mà tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn của mình. Nên mấy anh em đi vòng vòng tắt mấy cái quạt đây ta, vậy đó nói chuyện chừng bốn mấy phút mà, vì mình nó nghe còn rõ hơn để nó ồn. Thời gian mấy chục phút mà ở đây nó thoáng lắm, không đến nỗi nóng quá đâu, nó nghe rõ hơn, nghe không? Nên những đức mỗi ngày những đức cứ tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà suốt, nó là cả đời của mình gầy dựng gì luôn. Cứ tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì sao? Vì nhờ pháp môn tịnh độ mà giống như cứu cuộc đời của mình. Nên mình chân thật, mình đem pháp môn tịnh độ này mình cứ giới thiệu suốt mà cho những người hữu duyên. Nếu ai mà người ta chân thật, ta hành trì là tự nhiên người ta nghe, người ta thích chứ lắm. Vì nhớ nè, cái khổ đau gì trong cuộc đời, chỉ cần người này chân thật chịu niệm Phật là tự nhiên nó có những sự thay đổi lớn lắm trong cuộc đời chúng ta. Thay đổi lớn dữ lắm. Nhưng mà đối với môn tịnh độ này, cái lòng tin của mình phải cực kỳ mạnh. Có nghĩa là lòng tin phải dành cho Đức Phật A Di Đà 100%, không có một chút gì nghi ngờ. Thì quý vị mà chân thật niệm Phật rồi nghe, tự nhiên lạ lắm. Con người quý vị có sự kiên nhẫn, khi làm một việc gì có sự kiên nhẫn nè, rồi tự nhiên đầu óc quý vị phát triển thông minh lạ thường. Có những cái ngày xưa quý vị không bao giờ nghĩ được, nhưng mà niệm Phật giết tự nhiên quý vị sẽ nghĩ ra được. Rồi có những cái ngày xưa quý vị học không bao giờ hiểu được, vậy mà bây giờ tự nhiên nó hiểu. Chỉ cần quý vị chịu chân thật niệm một câu Phật hiệu này, làm như nó sanh tâm giác ngộ. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng nói rằng là mình niệm danh hiệu Phật là mình niệm cái quả giác của Phật. Nên mình niệm giết rồi tự nhiên con người mình giác ngộ luôn. Tự nhiên mình giác ngộ. Nên có những người, người ta tuy người ta niệm Phật nhưng mà thật sự người ta chưa có tin. Chứ bản thân những đức là niệm câu Phật hiệu này những đức tin dữ lắm. Tại vì sao? Vì nó lợi ích cho bản thân mình và giúp được nhiều người quá lớn. Những đức từng nói câu rằng là bản thân của mình ngoài đời nè, sức khỏe nè, làm việc nè, vậy mà năm nào về quê ăn Tết cũng mượn tiền ăn Tết. Có một mình đó, chưa có vợ, chưa có con nha, một mình mà năm nào cũng ăn Tết. Mày nghĩ đi, mà nghèo mà còn xảo, nghèo mà còn xảo mới ghê chứ. Kỳ cục, không có biết tu, không niệm Phật,
nghèo mà xạo, xấu mà chảnh. Hiểu không? Nó giống như Đức nói rằng tóc thì quắn, mà cứ đi lợ ngay cái chỗ cái tiệm tóc kêu nó kéo ra, nó kéo giết mà tóc khô ghen. Phái cái thờ đó, vì cái thờ đó thấy người ta vũi vũi tóc mà chảy sụ 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 á, giống Hàn Quốc á, còn mình thì giống con quắt. Thấy chưa? Vậy mà gặp tịnh độ chỉ có một câu Phật hiệu này thay đổi cuộc đời luôn. Tự nhiên làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng Đức nói niệm Phật được lợi ích gì? Lợi ích quá lớn, không thể nào kể hết được. Cái lợi ích của công đức niệm Phật vạn đức hồng danh không thể nào kể hết. Quý vị coi, hiện đời niệm Phật hiện đời vui, cuối đời niệm Phật Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Thì coi cái lợi ích này lớn cỡ nào chưa. Hiện đời này mình niệm Phật là hiện đời này mình vui rồi, mà cuối cuộc đời mình nó lại có phương hướng đi về, quý vị nghĩ hạnh phúc cỡ nào. Còn bây giờ người ta dù có giàu sang cỡ nào đi chăng nữa mà hiện đời vẫn khổ. Dù là rất giàu nhưng hiện đời cũng khổ, nhưng mà cuối đời lại không có phương hướng nào đi về hết, lại ú ớ rồi chết mà phần nhiều đa phần đọ tam đồ ác đạo. Còn mình thì biết niệm Phật, biết tu thì hiện đời niệm Phật hiện đời vui. Tại sao hiện đời niệm Phật hiện đời vui? Quý vị coi á, một ngày chúng ta làm những việc ý nghĩa thiện nguyện trong cuộc đời, còn mình không biết tu, mình chạy theo danh lợi mình có biết đủ đâu. Có một cái cô của ngồi đây có nói, nhờ con nghe thầy giảng rồi con niệm Phật đó thầy, nên bây giờ con đi vô cái chỗ làm việc nó không có đấu đá với người ta nữa. Chứ hồi đó chưa biết tu á thầy, tranh danh đoạt lợi, giành chức phận, rồi có khi phải nịnh nọt, lòn cuối đủ chuyện để cầu cái danh, cầu chức phận, ghê không? Còn bây giờ con hiểu á thầy ơi, những ngày sau tháng sống của mình gì là vui quá, khỏi, con sống đơn giản. Cấp trên của con nói cho con tăng chức, mà bà phải làm nhiều thêm nhiều thêm nhiều thêm. Thì con nói rằng thôi khỏi đi, cho tôi cái chức bình thường gì thì, miễn sao mà tuần tôi đi chùa được 3-4 lần là được. Mà quý vị biết rằng, mà cô nói rằng nó cũng thiếu tiền bạc gì đâu, ngộ tai làm nhỏ nhưng mà nó được nhỏ. Hồi xưa nó làm lớn mà nó được nhỏ, bây giờ làm nhỏ mà nó được nhỏ, mà nó lại khỏe. Nên những đức nói rằng mình càng bài ra lớn như nào là mình càng khổ. Cái cõi đời là gì đó. Thí dụ như công ty của mình 5 người thì mình nhẹ, mình chỉ có 5 người mình lo. Nhưng công ty mình 10 người là mình phải lo 10 người. Mà 5 người thì 5 cái tích, mà 10 người thì 10 cái tích. Mà 10 cái tích mà mình cho họ làm thì mình phải giải quyết 10 cái tính tình này. 20 người là 20 cái tính, phải lo 20 con người này để mỗi tháng trả lương. Nên mình cố gắng mình lo trả lương, nên mình bận tâm, nên cái đầu óc mình phải nghĩ đến tiền, tạo ra tiền để trả cho 20 nhân viên làm việc. Nếu như mà mình chỉ có 5-6 người thì mình nhẹ cái đầu óc. Mà mình nhẹ đầu óc thì mình có thời gian để tu hành, nó tích tụ nguồn năng lượng. Khi tích tụ nguồn năng lượng rồi, cái trí mình nó sáng. Cái trí mình khi sáng thì cái phước mình nó tăng. Mà cái phước mình nó tăng lên thì tự nhiên công việc làm ăn mình nó phát triển. Còn con người nó cứ là đung đầu vào cái chuyện kiếm tiền, nặng đầu óc, thì lâu ngày con người mình thành tiêu cực. Mà khi con người mình nó đã tiêu cực rồi thì bắt đầu cái nghĩ của mình hoàn toàn nó sai. Khi cái nghĩ mình nó sai rồi thì phước mình nó hết. Phước mình có nó hết rồi thì có làm việc lớn cũng không được cái gì. Rõ ràng luôn. Có nhiều người bị biết bao nhiêu cái mưu mẹo luôn mà cuối cùng được gì đâu.
mua mẹo đầu này mua mẹo đầu kia, mà cuối cùng được bên này đổ bên kia, được bên kia đổ bên nọ, cuối cùng không được một cái gì cả. Mà đến khi mà tuổi già rồi thì đúng là nhìn lại cái khoảng đời của mình thiệt là đáng thương. Nên mới có câu những đức thường nói: ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Lúc được lúc mắt, rồi cuối cùng mình già mình có cầm theo được gì đâu, nên rõ ràng bỗng hóa hư không. Nên mình biết niệm Phật, biết tu, tự nhiên mình thấy cuộc đời mình ý nghĩa. Cũng vì ngay cái ý nghĩa này mà con người mình nó vui sướng trong cuộc đời. Có người hỏi những đức: sống với rất nhiều cô trong chùa vậy, thầy cũng còn trẻ đâu đó nổi già quá, gần nhiều cô vậy, thầy có yêu cô nào không thầy? Tại vì con người nó vẫn có tình cảm, tình yêu quý vị. Dù là thầy chùa nó cũng có tình yêu, tình cảm chứ. Nhưng những đức nói rằng nếu như có một đối thủ như vậy thì chắc chắn những đức không có vui. Vì nó bị buộc ràng rồi, nó không có một cái sự tự tại. Nên mình sống làm sao mà đối với các cô ai mình cũng cảm thấy mình thương. Thương gì mình là bạn đồng hành, cùng tư tưởng, để cùng sống với nhau nó mới thấy vui. Hiểu không? Nếu như giờ trong chùa này mình lo bao nhiêu con người mà tự nhiên mình thấy thương một bà già như mẹ mình thôi, thì bản thân mình đã bị một cái con người đó buộc ràng rồi đó. Còn nếu như mình coi tất cả các cụ như mẹ mình, các cụ ông như cha mình đều thương nhau bình đẳng hết trơn đi, thì mình mới tự tại. Con người người ta khổ là vì người ta có một điểm thương thôi à. Cũng do cái điểm thương nó quá nhiều nên nó bị buộc lại. Cái điểm thương nó quá nhiều nó mới buộc mình chứ. Còn nếu như ai mình cũng thương và tùy duyên bình đẳng, vậy thì bản thân quý vị càng tu càng tự tại. Nên những đức sống với bao nhiêu cô trong chùa, ai những đức cũng cảm thấy thương, vì họ đồng hành với những đức. Từ nơi đó mà mình thương họ là vì nó đồng hành với mình, để cùng xây dựng một sự nghiệp của cuộc đời sống có ý nghĩa. Nên mình cảm giác rằng là mình phải lo cho nhau, giúp nhau hết lòng hết dạ. Chứ nếu như có một tình thương với một cô nào riêng biệt thì làm sao mà những đức lo cho bao nhiêu cô được. Vì mình ghé ngang rồi mình chỉ biết cái cô đó, mình chỉ nhìn cô đó, mình chỉ cười cô đó, mình chỉ thích gần cô đó. Vậy thì mấy đứa khác nó thấy mình vậy thì nó không có chấp nhận. Thì làm sao mà mình lo được cho nhiều người? Thì suy nghĩ đi. Vậy thì tất cả các cô này cũng vậy, mình quy hướng về mục tiêu thôi, để mình cùng tu hành thì tự nhiên nó an lạc tự tại dữ lắm. Quý thầy quý chú cũng vậy, lo cho các cụ, lo cho chú gì nhiệt tình hết mình thôi, chứ mình đừng có một cái bị một cá nhân nào buộc ràng mình hết chứ. Vậy thì mình tự tại lắm. Thí dụ như tại sao chùa mình mấy anh em mình tu mà nó an lạc nó vui? Tại vì người ta lợi chùa người ta tu, mình giúp người ta. Khi người ta cúng dường là mục tiêu cúng dường tam bảo, đi lo cho chung, lo chung cho nhau, chứ không có phải là cúng dường cho mình là đưa cho mình xài riêng. Khi mà họ đưa cho mình xài riêng là nó bị sợi dây đó buộc lại. Mà khi sợi dây đó buộc lại thì bản thân họ mai mốt cần cái gì mình, họ nhờ mình phải làm. Tại vì họ đưa tiền cho mình là cá nhân, nên bản thân mình phải làm việc cho họ. Còn bây giờ họ cúng dường là cúng tam bảo, mà tam bảo là rộng lớn, lo cho tất cả mọi người, không có cá nhân ai hết. Nên từ nơi đó mà họ cũng đâu có buộc ràng được mình. Nên mình không có bị Phật tử chối buộc, nên bản thân mình tu hành mới tự tại. Còn nếu như mình có cái sợi dây chối buộc mình, thì bản thân mình khi họ muốn cần mình, nhờ mình cái gì mình từ chối khó lắm. Tại vì họ đã giúp cá nhân cho mình, hoặc là mình nhờ họ, mình gọi họ cái gì cá nhân là mai mốt họ nhờ mình từ chối khó. Tại vì sao? Tại sao thầy sống vậy? Thầy cần con, thầy nhờ con. Tại sao bây giờ con nhờ thầy, thầy không làm? Nên mình bị buộc ràng, mình bị phiền não, mình không có chạy khỏi cái sợi dây buộc ràng đó. Còn bây giờ cái gì mình làm thiện, mình nêu lên tùy duyên, ai làm đó là tự phát tâm, chứ mình đâu có kêu cá nhân ai. Nên từ nơi đó mà không có ai buộc ràng được mình, nên dù sống với đông người nhưng mình rất an vui và tự tại. Đó. Một câu vật hiệu thôi mấy vị thấy đặc biệt tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời luôn. Đó, một câu vật hiệu mà sanh ra nhiều cái tâm để sống vậy đó, ý nghĩa đó. Đó, những đức nêu lên cho quý vị nghe đó, để quý vị sống trong ngôi tam bảo, sống sao cho nó an vui tự tại. Đây là cái cơ hội của mình được sống đặc biệt. Thí dụ như mình làm công quả trong chùa có nhiệt liệt cỡ nào, ai đến chùa nói: à, cô, tôi thấy cô làm cực quá, tôi cho cô này 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 này. Nói thôi khỏi đi cô,
Cô cho con vậy bao nhiêu người cô đâu có cho đâu. Mà nếu cô cho hết tất cả các cô thì cô phải đưa cho thầy để thầy tự thầy cho. Để các cô quy hướng về mình thầy thôi. Còn nếu như mà mỗi người tự cho vậy thì các cô nó cứ nghĩ đầu này đầu kia đầu nọ. Các thầy các chú nghĩ đầu này đầu kia đầu nọ là sao quý nhất chùa. Nên khi tặng cúng dường gì cho chúng thì đưa cho những đức tự cho, để chùa nó quy hướng thành một, giống như một cái đầu nó kéo hết vậy đó. Chùa mình nó mới bình yên. Nên quý vị thấy một câu Phật hiệu mà giải quyết vấn đề trong chúng nó đặc biệt chưa. Nên đa phần người ta là bị trói buộc hết quý vị. Bị trói buộc hết chứ. Thí dụ như những đức, nếu mà những đức lâu lâu mà những đức có đi đâu đi, là những đức rủ vài anh em trong chùa đi, chứ không bao giờ những đức rủ một Phật tử nào đi. Không bao giờ rủ một Phật tử nào đi chung hết chứ quý vị. Tại vì sao? Nếu dẫn Phật tử nam theo thì cũng là Phật tử, dẫn Phật tử nữ đi theo thì cũng là Phật tử. Không bằng là người bên cạnh mình, là người đi tu chung nó đồng tư tưởng. Như vậy thì Phật tử với mình mới chơi nhau lâu dài. Còn nếu như mình đi đâu mà mình kêu vài bà đi theo, mà mấy bà này mấy bà cũng có chồng, mình dẫn bà đi rồi lỡ chồng bà ghen sao, nó quýnh mình có ngày chết mồ luôn. Dẫn vợ tôi đi đâu thì chùa, quýnh mình sao, đúng không? Ai biết được. Nên từ nơi đó đặc biệt nhất là bản thân của mình tự tại. Nên những đức khi đi đâu, hồi đó có mấy lần những đức đi lên Đà Lạt là dẫn mấy anh em trong chùa đi theo. Chứ những đức mới dẫn ai đi theo. Tiền trong túi mình muốn ăn cái gì mình mua mình ăn. Tự anh em trong chùa lo cho nhau, vì thấy hay ghê không? Thật sự quý vị, những đức cũng là người không bình thường, là người bắt trợn á. Nên ý nghĩ những đức cũng bắt trợn không bình thường. Nên người ta muốn đón được những đức khó lắm quý vị. Tại những việc làm những đức nó không có theo quy tắc. Nó nghĩ theo cái việc làm mà bắt chợt lạ thường. Như hồi trưa quý vị coi công đoạn mà ngồi trong quan tài giảng cũng lạ chứ. Đúng không? Thấy lạ chưa? Từ xưa giờ quý vị có thấy ai ngồi giảng trong quan tài chưa quý vị? Có ừ. Có một lần nè. Có những đức ngồi giảng đó. Mà bài giảng đó hay lắm đó nghe. Bài giảng đó nhắc nhở vô thường hay lắm đó quý vị. Nếu ai mà nghe mà sâu sắc, nghe nhiều lần đi sẽ nhìn ra nó, mình đang hơn thua với anh em, đang bù dặn cha mẹ, mình đang tuổi thân phận cuộc đời. Coi cái đoạn đó đi, rồi tự nhiên bản thân của mình thấy ô dù cho sang giàu hay là nghèo hàng, rồi cuối cùng mà chúng ta cũng vô quan tài nằm thôi, có cầm cái gì ở cuộc đời này tiếp theo được đâu. Nó nên cái bài giảng đó là cái ý nghĩa nhắc nhở vậy đó. Bây hổm giờ nó ra ba bài giảng đặc biệt. Một bài giảng là người già 80 tuổi nhắc nhở về tương lai ai mà không già quý vị. Rồi một bài giảng mà đủ thứ hình tướng méo mờ méo miệng tùm lum, rồi săn hẳn bị giật găng như tùm lum. Đó, bài giảng vui đúng không? Còn bài giảng hôm qua là bài giảng mà ngồi trong quan tài. Nói bữa nào những lăng bắt cái bài giảng mà người già giảng á. Nó méo mờ méo miệng đó cho mấy bà cụ coi. Tự nhiên những đức lại đem Phật pháp tràn vào. Tự nhiên người ta nhìn nhận được quý vị. Nhìn nhận được nó có cái hay trong Phật pháp. Nên mỗi người chúng ta đem Phật pháp này chúng ta giới thiệu. Tự nhiên nó đặc biệt lắm quý vị. Đem Phật pháp giới thiệu làm sao mà dùng đa dạng phương tiện mà người ta nghe được mà áp dụng được, nó lợi ích được. Nên những đức dùng đa dạng phương tiện, miễn niệm niệm gì người để giúp chúng sanh thôi. Mà cái quan trọng, cái gốc mà những đức hướng dẫn người ta là gì? Câu Phật hiệu này nè. Cái gốc là ngay câu Phật hiệu. Nhìn nói cho vị nghe nha. Vì là tất cả các việc âm thanh nãy là được á, đừng chỉnh nữa. Cái vị làm tất cả các việc nha, cho vị biết. Cái vị chỉ cần thành công một cái vị trí nào, quý vị chỉ cần niệm Phật đi. Tại vì sao? 100% câu Phật hiệu này giúp cho vị quân bình tâm.
Câu Phật hiệu này giúp cho tâm bị quân bình. Quý vị có khi phiền não hay bị một cái gì nghe, quý vị chỉ cần siêng lên tu một thờ buổi sáng buổi chiều, bị lên bị háo hức vì nhiệt tình vì tu đi. Đừng có suy nghĩ gì chứ, bởi vì tu xong một thờ vì sẽ thấy nó lạ kỳ, là tự nhiên nó quá giải. Mà trong câu Phật hiệu nghe quý vị, trong câu Phật hiệu đó nó giúp cho quý vị cởi mở ra luôn. Tự nhiên quý vị đang niệm Phật lễ Phật, giống như có một người nói chuyện nói cho quý vị nghe là sự việc đó nó là như vậy, phải quá giải như vậy đó. Hay chưa? Câu Phật hiệu nó hay vậy đó, 100% luôn. Nếu ai mà hoàn toàn tin đi, rồi quý vị áp dụng đi, rồi quý vị sẽ thấy câu Phật hiệu nó lợi ích cỡ nào à. Nên những đức thường nói rằng người ta có hai vợ chồng một đứa con thôi mà người ta làm te tu thả tơ phiền não luôn. Mà chùa của mình 2000 người, quý vị nghĩ coi nó lên bao nhiêu con người nữa. Vậy mà mỗi ngày tại sao chúng ta thường vui vẻ, mà lúc nào những đức gặp quý vị nghe, thật sự những đức muốn cho quý vị cười và bình an không à. Tại vì cái tâm những đức cười và bình an quý vị, nên mỗi lần gặp đều làm cho quý vị cười và bình an không à. Bây giờ chúng trong chùa có bao giờ quý vị thấy những đức mà quý vị thấy những đức mà than không? Tại vì nếu mình than thì cái mặt mình đen thui. Than mà có ai nói than trắng không? Than đen không à. Nếu những đức thường than là cái mặt đen thui thùi lùi, mà cái mỏ đã nhọn rồi mà mặt còn đen nữa thì quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Người ta cái mỏ đẹp, mặt đen chứ không sao. Còn mình đã mỏ nhọn mà nó đen cái nữa thì quý vị nghĩ nó cỡ nào? Nó xấu ê hề. Nên từ nơi đó mà có bao giờ mà nhà đức gặp chúng mà nhà đức than một tiếng nào không? Than chi? Than cũng có ai đâu cho tiền mình đâu than. Khỏi than. Thấy không? Nên từ hôm nay Phật tử nghe là người biết tu hành, chỉ cần có ba buổi cơm khỏi cần than thở cho nó mệt. Nghe không? Dù mình có nghèo nghèo nhưng mà mình sống làm sao mà mình duy trì được mình cho nó đặc biệt đi. Đừng có than, không ai cho mình đâu. Nó cho một hai lần là nó không có cho nữa đâu. Nên chúng ta phải sống cho nó đặc biệt, cho nó vui. Nên có một câu nhà đức ghi nè: cười là viên thuốc để quá giải khổ. Nên nếu trong cuộc đời này mà quý vị biết sống đó nghe, là quý vị đừng bao giờ để cho cái tâm quý vị bị nặng gánh. Khi cái tâm quý vị nặng gánh là có vấn đề xảy ra liền, chắc chắn quý vị luôn. Cái tâm mà nặng gánh là có vấn đề xảy ra liền. Nên mình để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng thì cái việc làm mới thành đạt. Nó nhẹ nhàng chừng nào thì nó dễ thành đạt chừng nấy. Mà ngộ lắm, cái tâm bị nhẹ nhàng bị giải quyết vấn đề gì cũng dễ, cũng mau. Dễ mau cấp kỳ. Giống như mấy anh em á, ba điểm chùa ngày nào mà không nói mua cái này mua cái kia mua cái nọ. Nhưng đức chỉ nói đúng một câu: mua cái gì suy nghĩ cho kỹ, miễn việc đó lợi ích cho tam bảo thì cứ sử dụng. Lợi ích cho tam bảo thì cứ sử dụng thôi. Tiền là người ta cúng dường cho tam bảo thì lợi ích cho tam bảo thì sử dụng. Bản thân chúng ta đi phải đi tìm hiểu việc đó việc đó. Chúng ta còn làm nhiều việc khác nữa. Mấy cái việc đó để cho mấy anh em tính giùm đi. Nếu làm việc đó mà lợi ích cho tam bảo, mua cái đó xài cho tam bảo, cho lợi ích cho con người ta, thật sự lợi ích thì sử dụng đi. Bây giờ mà lo rồi mà còn đi coi thử coi nó được lợi ích làm sao nữa. Chúng ta không nên làm điều đó nữa. Chúng ta dưỡng tâm vẫn là đặc sắc nhất. Nên dưỡng tâm an lạc nên mới có những bài pháp tuyệt vời cho chúng ta cười. Nhờ vậy mà mới có tiền. Đúng không? Còn nếu như mỗi ngày mà mặt nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt đốn mà người ta cúng, người ta vui quá, người ta thương mình, quý vị ơi,
Tự nhiên á, người ta đối xử với mình á, người ta rộng rãi lắm. Còn người ta mà ghét rồi một cách người ta cũng không cúng nữa. Ừ, mà nó cúng nó gịch. Trời ơi trời, nó gịch thế ghê lắm. Nó, có bà Phật tử với bà lại chùa, bà nói nè thầy, con thầy biết không, con hồi xưa con đi đến chùa thầy con cúng là thầy biết không, con đem tiền ra mà con rút chậm lắm thầy ơi, rút chậm ri ra. Ồ, rút cũng gách tấm tiền luôn mà sao kỳ, rút mày rút không ra. Tại vì sao? Vì con có muốn cúng mà bây giờ không cúng thì nó kỳ quá, nên rút tấm tiền mà con lựa tấm tiền nhỏ nhất cái con cúng. Những đứa hỏi nhỏ là bao nhiêu, bà nói 2.000. Thật là có 2.000 mà rút thì ghê chứ. Vậy mà con đi đến chùa thầy, nghe thầy biết không, con nghe buổi giảng của thầy xong là con rút rẹt 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 con cúng. Tại vì sao? Trong lòng con vui thầy. Đúng rõ ràng khi vui là cái gì cũng được, còn đã không vui rồi cái gì cũng không được. Giống có cái ông đó, ông nói đúng là thầy giảng hay. Từ khi mà con nghe thầy tới giờ con vui vẻ. Thầy biết không, vợ con làm như nó không có thương con thầy ơi. Nó sống với con mà nó không có thương con. Thầy biết rằng con nói cho nhỏ cho thầy nghe, thầy đừng có nói cho ai nghe nha. Trời ơi, con với nó là vợ chồng với nhau thầy. Mà nó thiệt cho thầy biết, muốn hung nó một cái nó không cho. Nó không cho hung. Nó kỳ cục. Mà từ khi con nghe thầy giảng tới bây giờ, thầy biết nó đưa mặt cho con hung mà con không muốn hung. Thì Nhà Đức nói, ủa Nhà Đức chỉ giảng pháp chứ Nhà Đức có dạy ông bí quyết gì đâu mà được gì. Ông nói là thì do thầy giảng con vui, con niệm Phật con vui vẻ, con dễ tính, tự nhiên biết sao nó thương con kỳ cục, cứ là sắp sắp đến gần con à. Mà lúc trước là con sắp đến gần thì nó chết, mà bây giờ nó cứ sắp đến gần con, đưa mặt hoài vậy đó. Thì con nói thôi để cái mặt chỗ khác đi một chút tính sao. Giờ con cũng chậm chẽ ba lá hẹ lại. Rõ ràng thầy ơi, mình mà vui là cái gì cũng được nghe thầy. Còn lúc trước mình câu mâu khó chịu, cái gì cũng không được. Vừa mình lết đến gần là nó tránh đi chỗ khác à. Vừa đưa cái mặt vô nó quay cái mặt chỗ khác. Quê thấy ghê. Mà bây giờ con vui vẻ, con an lạc, con cười hoài. Tối ngày nó cứ đưa cái mặt ngay cái mặt con. Mà giết rồi con nói thôi để cái mặt chỗ khác giùm. Ngộ ghê thầy. Thì ra rõ ràng thầy ơi, thầy nói đúng. Vui vẻ là sao cũng được. Tiền bạc người ta đến với mình cũng rộng rãi. Thấy không? Thân xác người ta cũng cống hiến cho mình. Ông nói câu hay thế ghê, thân xác cống hiến luôn. Vì rõ ràng nha quý vị, khi mình vui vẻ nghe, mọi mặt nó đều sẽ là tốt hết. Và nó giải mã cái nỗi khổ đau trong cõi lòng. Còn khi quý vị mà buồn phiền là tập trung tất cả cái buồn phiền nó quy về ngay mình. Vì buồn là cái điểm để cho tất cả buồn chú ẩn. Còn vui là một cái điểm để cho tất cả niềm vui chú ẩn. Nếu như nơi của mình là quá nhiều niềm vui chú ẩn thì cái buồn chảy mắt dép. Chứ làm sao? Ngồi suy nghĩ đi. Nên quý vị nhớ kỹ nghe. Cái tâm quý vị nghĩ sao thì nó hiện tướng gì. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng cái công đoạn cái ông vẽ ngựa. Ông vẽ ngựa. Quý vị biết một con người mà họa sĩ mà vẽ ngựa, quý vị biết cái hình tướng con ngựa, người ta phải nhìn và người ta phải đặt hết vào tâm trí nó luôn. Để từng cái hình tướng con ngựa nằm hết trong tâm trí. Để người ta cầm cái bút ra, người ta viết ra con ngựa là người ta nhớ hết hoàn toàn quý vị. Cái tâm nghĩ của ông như nó vô định với con ngựa vậy đó. Giống trong đầu ổng là đặt vấn đề là định con ngựa. Thì quý vị biết rằng cái tâm ổng đặt hết vào con ngựa luôn. Thì bữa đó ổng nằm ngủ buổi trưa quý vị. Nằm ngủ buổi trưa. Thì vợ ổng vô kêu anh ơi thức dậy. Nay ông ngủ dữ gì. Thì dở cái mùng ra thấy con ngựa nó nằm trong mùng. Thì trời bà hết hồn bà la lên một cái. Ông giật mình cái. Ông ngồi gì. Là ông chứ không phải ngựa. Kinh chưa? Bà Thượng không giảng đó. Toàn tâm toàn ý đặt vào con ngựa, hiện tướng con ngựa khi ngủ luôn. Vì lúc mình ngủ tâm thức mình yếu lại, mà mình đặt vào con ngựa nó quá mạnh, nó hiện tướng luôn.
Giống như vị khi ngủ vị nằm mơ quý vị rất là yếu bóng vía. Nên khi vị đang ngủ mà ai mà kêu vị lớn tiếng thì vị hết hồn, thấy chưa? Còn lúc mình bình thường gì người ta la mình cái mình cũng chưa đến nỗi hết hồn. Nhưng mình đang ngủ mê người ta kêu lớn mình hết hồn. Cái tâm nghĩ bằng ngày ông nghĩ nó quá mạnh về con ngựa. Thì khi mà ông ngủ tự nhiên cái thăng thuốc biến thành con ngựa luôn. Như vậy thì nếu như bằng ngày mà thương ai mà cứ niệm Phật, nhớ hình tướng của Phật và niệm Ai Di Đà Phật, luôn luôn muốn nghĩ về cực lạc, thì thọ mạng khi vừa mất đi là chắc chắn linh thức của mình sẽ đi theo Phật A Di Đà về cực lạc. Chứ sao? Nên mình á quý vị à, cái tâm mình khi đỡ tham là gương mặt mình sẽ hao hao rộng lớn. Còn khi cái gương mặt mình mà mình có tâm mình nó quá tham là gương mặt mình nó hao hao giống quỷ. Tham đến mức mà nó hao hao giống quỷ luôn. Nó tham lam kinh khủng luôn. Đó. Nên mình coi những câu chuyện, những bộ phim quý vị thấy không? Có những thằng nó tham sắc á, mà tự nhiên nó gặp người nữ thì chảy nước miếng. Giống quỷ chưa? 100% bị COVID có mà. Có những thằng nó đóng cái dây, tự nhiên nó gặm gái nước miếng, nước trong miệng nó chảy ra. Tạo là tạo gì nó thèm khát thấy ghê chứ mình quỷ à. Nó thấy chưa? Mình coi một phim mà mình cũng giác ngộ nữa. Đó. Còn cái người mà nó không có tham nữ sắc, nó gặp nó bình thường à, mà nữ sắc lại thương họ. Người con gái nó lại thương họ. Họ không thương người con gái nhiều mà người con gái lại thương họ. Còn cái thằng mà nó gặp nữ tự nhiên làm nè, nước miếng nó mồm miệng chảy ra. Thì con nhỏ con gái nó sợ quá. Thôi tao không có thương này, thì ghê quá. Tại là trời, hiểu không? Đó. Nên từ nó quý vị coi phải rõ ràng. Có những thằng mà nó đeo đẳng nó thương một cô gái, mà cô gái không bao giờ thương. Nhưng mà một cái thằng mà nó chung chung, nó không nặng tình gì mấy, nhưng mà bao nhiêu người nữ lại thương. Thấy không? Nên có người mình á, mà khi đặt vấn đề về tham quá mạnh thì nó nghèo. Quá tham nó không có. Quá tham nên phước trong mạng nó bị mất hết. Thì làm sao sự nghiệp phát triển được? Dù cha mẹ để tiền bạc lại mà lạ thai, tự nhiên cha mẹ làm ăn suy sụp, tiền bạc mất sạch. Cái đứa này đúng là nó sanh vô gia đình này là nó hưởng phước này nè. Nhưng mà nó lúc còn nhỏ nó không tạo phước báo gì hết. Tự nhiên khi nó vừa lớn lên thì gia đình hoàn toàn suy sụp. Tại vì chính bản thân nó xài hết phước, nên của cải cha mẹ để lại nó không xài được, và tự nhiên sự nghiệp tan thành hết luôn. Còn nếu như một con người mà họ sanh cho một gia đình nghèo, nhưng mà họ lại là đứa con hiếu thảo, biết lo lắng, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, thì quý vị biết rằng khi gia đình nghèo vậy đó, nhưng mà phước báo gia đình nó phát triển, tự nhiên khi nó vừa lớn lên là tự nhiên quý vị biết rằng là gia đình nó mặc ăn phát đạt. Và phát đạt xong nó để của cải lại, tự nhiên đứa con này hưởng được. Cha mẹ để của cải lại, đứa con hưởng được quý vị à. Thấy chưa? Đó quý vị nghe như Đức giảng chỗ này là dễ hiểu nhất rồi đó. Nên mình nói có những người họ sanh trong gia đình giàu, nó công nhận thằng nhỏ này nó có phước ghê, chào nó sanh gia đình giàu, quá trời giàu. Chưa chắc thằng này kia lớn lên gia đình này lại sạ nghiệp, chưa chắc ăn nghe. Nhưng mà chỉ có phước báo mới giữ được quý vị ơi. Chỉ có phước báo thì nó cứ tăng lên hoài. Còn nó không có phước báo là nó hạ xuống quý vị à. Ừ. Nên á, mỗi một người á, trong chùa mình bây giờ á, duy trì mà phát triển bằng cách nào? Bấm số niệm Phật. Thấy không? Ngày xưa nghe đầu tiên những đức bấm 20.000 câu. Bây giờ những đức bấm còn có 10.000. Những đức đã nhìn ra chính bản thân mình không được rồi. Phát triển mà đi xuống, duy trì mà tăng lên. Hai điểm này vì phải nhìn nhận. Phát triển là phát triển quá mạnh nhưng đi xuống lại. Nên bây giờ á, chúng trong chùa đó cao lắm cho quý vị, từ 10.000 thôi tuyệt đối không lên nữa. 10.000 đừng lên nữa. Cứ bấm từ tốn đi. A Di Đà Phật bấm, A Di Đà Phật bấm. Cứ vậy đi chứ đừng có A
còn hơn phim ghép, nhạc rap. Thấy chưa? Đâu có chắc ăn. Thà bấm một câu A với Đà Phật một ngày 5.000, 10.000 cho nó chắc lượng. Nên những đức nói với tất cả những ban bệ mà làm công quả, 5.000 duy trì đi. Đúng 5.000 duy trì đi. 2 năm sau mới thêm 1.000 nữa. 2 năm sau thêm 1.000 nữa. 5 lần 2 năm là 10 năm sau chúng ta lên đúng 10.000. Quá chắc ăn rồi. Gọi là duy trì mà tăng lên, còn hơn là phát triển mà hạ xuống. Đó, những đức 20.000 bây giờ còn có 10.000. Thấy chưa? Xuống đó. Mà lên nữa ai chịu nổi. Giờ những đức lên 20.000, bây giờ tới 30.000, 40.000 ai chạy theo nổi. Chắc bản thân những đức mỗi ngày chắc giết A không, không có Di Đà Phật. Hiểu không? Đó nên mấy anh em á, thường trụ á, mấy vị trí thường trụ hãy nhìn nhận vậy đó. Niệm làm sao mà nó tự tại mà nó thèm kìa. Niệm sao mà nó tự tại nó thèm á. Đừng có niệm mà cảm giác như mình bị ngao ngán. Niệm vô vị. Niệm làm sao mà cho nó thèm á. Nó bây giờ tất cả người bên ngoài làm ăn kinh doanh buôn bán gì, làm sao mà một ngày phải bấm được 5.000? 5.000 bấm có một chút à. Cấp kỳ là được 5.000 rồi. Duy trì đi. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Một câu phước sanh vô lượng, một ngày niệm 5.000 câu là quá nhiều rồi, gầy dựng hoài đi. Ngày nào cũng 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, cứ gầy dựng hoài đi. Nó còn lúc nào mà đã niệm đủ 5.000 là niệm bằng cái miệng không, không bấm. Nó giống như cái đó là món thêm, 5.000 là cái gốc. Còn cái kia là không bấm. Duy trì 5.000 đó niệm sao cho thoải mái nhất, an lạc tự tại nhất. Nếu quý vị mà duy trì vậy 2 năm mới lên 1.000. Cứ duy trì đúng vậy đi, những đức nói bảo đảm quý vị chỉ có tiến không lùi. Tiến không bao giờ lùi. Con đường này nó đi qua kinh nghiệm nè. Bây giờ mấy bà cụ già chùa mình thôi tùy bà đi. Có khi mà bà nằm mà bà làm gì nè. Không, bà làm gì bà cụ? Bấm số điện Phật cho làm gì thầy? Sao thấy không có thấy cái miệng mà niệm chứ? Ơ quên, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Khi bà nói chuyện với mình quá trời luôn, bà nói chuyện với mình quá trời mà cái tay bà làm nè. Thầy, con nói cho thầy biết đó nghe. Con nhỏ nó không phải là đơn giản đâu nghe thầy. Bà làm gì à? Bấm số niệm Phật, bà niệm cái gì à? Chiều đưa cho 30 nè, 40 á. Xem lại nghe. Có chừng mình không có kết quả đó, chứ không phải giỡn đâu. Thà 5.000 A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, câu nào chắc câu nấy, cho nó chắc ăn. Đúng không quý vị? Phải re. Nên cái vườn bá bấm số niệm Phật này nó hay dữ lắm. Trên mạng ký số niệm Phật tiện đó không có bỏ cuộc nghe chưa. Nó bây giờ là đưa lên lượng 5.000 đi. 5.000 quy tắc 5.000. Ngày nào cũng 5.000, 5.000, 5.000 duy trì đi. Những đức nói vì sẽ thấy an lạc tự tại hơn đó. Chắc ăn, niệm chắc lượng luôn. Đủ rồi thì quý vị niệm miệng không, đừng có bấm. Tại vì 5.000 bấm chút xíu rồi quý vị ơi. 5.000 bấm có lâu đâu. Mau lắm. Thời gian rảnh quý vị bấm chút. Một ngày gom lại cũng dư 5.000 nữa. Nhưng mà 5.000 thôi. Nó cứ như vậy mà làm đi. Những đức nói công quả không bao giờ phiền não nhiều đâu. Nó nên cái tâm đừng có lên xuống mà nó bắt chợt lu bu quá. Con người tu quan trọng là tâm được quân bình quý vị. Tâm nó quân bình tương đối chứ tâm chung vậy đó. Thì quý vị tu nhất định nó sẽ có kết quả dữ lắm. Người ta tu là thường lên thì lên tuốt trời xanh mà xuống tặng với biển cả, cái đó mới chết đó chứ. Đó nên mình duy trì được mới hay. Ở môn tịnh độ này quan trọng là vị tu hành mới bị duy trì được. Niệm Phật mà càng niệm càng thích, càng niệm càng thèm. Vì thấy không, ngày nào như đức cũng tán thán cầu nguyện Di Đà. Càng tán thán thì càng thèm chứ có chán đâu. Đâu có chán niệm Phật đâu quý vị. Chán sao như đức giảng được. Đó nên mà nhiều buổi giảng người ta nghe người ta lại vui, mà người ta lại được động viên. Những người siêng tu là người ta được lợi ích liền. Chỉ có những người không niệm Phật người ta được kết duyên.
Nó, những đức cứ đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lên xe ngồi nghe bắt cái điều hộ niệm nghe. Những đức lên xe những đức bắt cái điều hộ niệm. Những đức niệm câu những đức nghe. Câu sau những đức niệm, thấy không? Những đức niệm câu liền. Những đức nói với vị nghe. Thí dụ như cái điều hộ niệm đi, ở trong phòng vị đang ngồi cái ghế đi. Mà ghế gì ha? Mà ghế này ha. Vừa với bà té. Ngồi ghế ha, rồi. Một câu A-di-đà-phật là cái câu đó bị nghe là bị hít một hơi một cái, bị dùng cái, giữ cái hơi lại nghe. A-di-đà-phật nó nhẹ lắm nghe quý vị. Mà hay là ngay cái chỗ này nè, khi quý vị mà nghe cái câu đó mà quý vị hít được một hơi sâu bị niệm á, lạ thay hình như là cái khí lực con người mình nó đầy đủ sao, nó ít có vọng tưởng lắm. Nó lạ kỳ mà niệm một chút nó khỏe lắm nghe quý vị. Mà kiểu mà niệm một chút vậy mà ra mà giảng pháp á nghe, trời ơi, cái khí lực mình giảng mạnh kinh khủng luôn. Giảng mạnh lắm. Nên những đức nói cả lễ Phật cũng vậy. Cả lễ Phật cũng vậy. Khi mà mình ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu thứ hai á, là quý vị niệm lại bị cũng có thể hít hơi cổ được một hơi. Vì tu không bao giờ nó mệt nghe quý vị, lạ cái không, cái cách hít thở này nó cũng hay lắm. Nó rất là hay chứ không phải là dở đâu nghe quý vị. Tại vì sao? Vì con người chúng ta nó có đầy đủ khí lực thì giống như một cái bong bóng mà nó được bơm lên vậy. Vì thấy khi cái bong bóng mà chưa bơm lên, vì thấy không? Nó chỉ là một miếng da mỏng thôi. Nhưng mà cái khí khi mà thổi vào thì nó phình ra, vì thấy chưa? Thì ra là con người mình mà mập mạp mà hảo tướng mà đẹp đó quý vị, là khí lực con người mình nó đang tích tụ được, tích tụ được khí lực. Nên con người mình giống như nó được bơm phì ra vậy đó. Nên khi con người mà làm việc quá nhiều về đầu óc mà bị nặng nề đó quý vị, họ không có mập lên nổi là vì sao? Vì không tích tụ được khí lực quý vị. Còn khi quý vị tuy làm việc nhiều nhưng mà quý vị xả được như ngày xưa những đức ở trên Đà Lạt 5 năm á, là những đức giống như là những đức bị nặng nề đầu óc và phiền não luôn. Nó sạch hết khí lực. Con người tự nhiên nó giống như là phiền não nó đang lúc nào cũng chửi sẵn vậy đó. Gặp ai muốn chửi người ta không à. Gặp nó bực bội lắm quý vị. Nó cái này quan trọng ghê thiệt. Nó nên những đức nói rằng đó, cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nè mà quý vị mà biết áp dụng nó hay lắm. Còn cái điểm địa chung đó nghe, mà gặp mà lên mà háo hức mà cái kiểu mà dùng lực quá đó, niệm một chút tự nhiên bị trong giờ mau hết. Nó lạ lắm quý vị. Ví dụ như trung bình nghe, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là trong cái lúc mình niệm đó là mình hít được hơi được luôn, mà mình vẫn nghe được có Phật hiểu, mà đâu phải mình không niệm đâu. Hít được một hơi mình niệm ra cái hơi mình nó khỏe lắm quý vị ơi. Ừ, mình không phải là mình nói mà mình tu mình cầu giải thoát mà cái gì cũng là đặt vấn đề phải, nhưng mà khỏe nó vẫn dễ tu hơn. Những đức nói thiệt, nhưng mà đừng đặt vấn đề đó quá mà mắc tâm giải thoát. Đó, thì thấy rõ ràng luôn. Nên á, bây giờ những đức á, phải tập đánh địa chung lại. Tại lâu quá không đánh địa chung. Đó, bây giờ lễ với Di Đà phải làm sao? Mình đánh địa chung vẫn ngon chứ. Trực diện bản thân mình luôn. Ha, ken. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Không, đánh địa chung. Đó. Tập đánh địa chung lại quý vị, đem cho nó mai một thì sao? Bỏ viết sao thì đánh hết được luôn. Ngày xưa đánh địa chung cũng ngon lắm nghe. Bây giờ bỏ lâu quá, giờ phải tập lại đó. Hồi xưa là chuyên gia dẫn chúng là cầm micro lễ không. Bây giờ toàn máy không. Bây giờ lễ với Di Đà đợt này là mình cầm micro mình dẫn chúng mình tu luôn. Tại lễ với Quan Âm 3.000 lại mà mình còn sướng được. Mà niệm Di Đà này có nhiều thời gian đâu mà mình không cầm micro mình tu chung. Tu chung luôn vẫn là đặc biệt hơn là máy. Nghĩ ra vậy đó quý vị. Đó, gần tới bữa lễ với Di Đà bắt đầu là luyện địa chung một buổi là nè. Buổi sáng thôi. Luyện lại buổi sáng là lên đài được rồi. À. Được không? Vô đánh kịch liệt luôn, thấy không? Kệ, bây giờ Phật tử người ta quý mình rồi, mình có đánh sao nó cũng niệm theo. Đừng có đánh chúng họ thôi. Nó nên quý vị biết vậy nó mới đặc biệt. Có thể từng sau
bỏ từng này từng sau chắc đó. Làm mấy cái lễ với Di Đà cho chùa, để cho thường trụ trong chùa được mình ưu ái cho làm lễ Di Đà trước, để cái bữa lễ Di Đà thì toàn bộ người trong chùa phục vụ chúng sanh. Thấy không? Cái nhà này đẹp nè, cái nhà này tổ chức Di Đà đẹp nhất nè, cái nhà văn hóa này nè, ngồi một điều ra hết là kính được nguyên cái nhà văn hóa này luôn. Tại cái này là dày, nhưng mà Di Đà là mình phải thưa ra mới lễ Phật được, để đàn mau sen, thấy không? Để mình coi mình viết vài câu gì coi, vài câu ngắn thôi, để cho ai cũng cầm đèn bông sen đưa trước mặt gì nè. Ờ, giống như một lời nguyện phát trước ngày lễ viết Di Đà, mình đọc câu họ đọc câu, mình đọc câu họ đọc câu. Nói ha, để đèn bông sen gì ha, đèn đây tắt hết. Ôi lung linh, lung linh. Thưa quý vị, mình trước nhất mình làm cái chương trình trong chùa đi, để mình lấy cái mô hình đó, để khi mà vô cái chương trình mà lễ Di Đà đó thì mình đã nắm được rồi, cái gì không cần thiết mình điều chỉnh lại. Còn nếu như mà tới ngày đó mình làm luôn, lỡ cái chương trình mình đưa lên nó không phù hợp làm sao, không đặt sắc làm sao. Nên mình tổ chức trước để mình coi cái gì không phù hợp, mấy anh em ý kiến góp ý mình cắt gọt bớt lại, để cái chương trình lễ Di Đà cho nó đạt. Như những đức bây giờ mà cầm video mà niệm mà chừng 45 phút đồ là cầm video là niệm là đặc biệt, có gì đâu. Đó, thua gì. Đó. Đó. Nên á, cái lễ Di Đà cái này đặc sắc lắm quý vị ơi, 17, 18, 19 nghe. Phật tử khắp nơi nơi nghe. Niệm Di Đà cầu sanh cực lạc, mà cái lễ Di Đà đợt này ở đây tổ chức mà không đến được là tiết lắm, tiết lắm. Hiểu không? Như cái lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm đó, nhiều người nói tò ô con không đi lại được, giờ con tiếc, thiệt là tiếc. Bây giờ cái lễ Di Đà này bị đi không được đó, cũng tiết lắm. Quá tiết luôn nghe. Đó, nên quý vị nhớ đây là những chương trình đặc sắc, chương trình mà ý nghĩa trong cuộc đời luôn. Đó, nhưng mà qua từng là ba điểm chùa mình sẽ tổ chức trước á, ba chùa mình tổ chức trước. Nhưng mà quý Phật tử thì thôi, cứ chờ với Di Đà thiệt là luôn. Còn này là với Di Đà tổ chức cái chùa nội bộ thôi, thấy không? Nha, đừng có đi đến đây Di Đông mất công. Để lượng 17, 18, 19 tập trung lại một chỗ luôn chắc ăn. Còn này là nội bộ thế vị, để cho nội bộ người trong chùa không đi, chỉ vài ba cô Phật tử gần gần lé que chạy lại thì được, chứ đi hoài chồng nó không thương không vui. Người ta đồng vợ đồng chồng mà nó hiểu thì đi hoài được, chứ mà mấy bà mà miễn cưỡng đi hoài có ngày gì nó quýnh mấy bà, xé xác mấy bà chứ mà chuyện gì. Có cái bà đó mà đi lại chùa mình phải tu, mà lễ viếng Quan Âm xong, vừa lợi về lễ viếng Quan Âm xong, về là chồng của bà là bắt đầu nó khảo đảo quá liền. Bởi vì thấy tu không, tu nó phải có khảo đảo. Bà lại 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, bà về vừa về tới nhà, bà vừa mở cửa ra nó bật đèn một phát. Quý vị biết nó làm gì chưa? Tàu nó làm, quý vị biết làm gì chưa? Ghê thiệt. Nó đè bà xuống, nó lấy cái chân nó đạp ngay cần cổ. Nó không có làm cái chuyện đó, đừng có hiểu lầm. Nó lấy cái chân nó đạp ngay cần cổ bà, chắn ngay cần cổ vậy nè. Lấy cái chân chắn ngay cần cổ, nhăn ngay cần cổ. Nói giờ mày muốn chết hay muốn sống? Thì bà nói con người mà ai mà muốn chết. Hiểu không? Lúc nào cũng muốn sống thôi. Nhưng mà ông muốn giết thì tùy ông. Rồi xong bà vừa lại Quan Âm Bồ Tát, bà về. Vậy mà quý vị biết bà niệm cái gì không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tại vì bà nghĩ thằng chồng bà giết, bà niệm A-di-đà-phật để cầu Phật A-di-đà tiếp dẫn bà về cực lạc. Đúng rồi.
Thì xong nó lấy cái chân nó chắn ăn cũng họng bà niệm A Di Đà Phật. Bà niệm một chút tự nhiên nó dở cái chân lên nó bỏ đi vô luôn. Bà vô bà tắm bà đi ngủ giấc. Ghê không? Rồi mọi việc cũng sẽ qua, thấy chưa? Nếu như vậy bây giờ la lối sùm lên cái chừng nó đạp một cái gãy cuốn họng mà chết. Mà nhờ bà bình tĩnh, bà nói nó hỏi bà là bây giờ bà muốn chết hay muốn sống. Bà nói con người ai mà muốn chết bao giờ. Nhưng mà ông muốn giết thì tùy ông. Tại vì đạt ngay cuốn họng rồi còn gì. Bị kinh không? Xong bà niệm A với Đà Phật cầu sanh cực lạc. Niệm mấy câu tự nhiên nó dở chân nó bỏ đi. Xong bà đi tắm rồi bây giờ ngủ giấc im re, không nói tiếng gì luôn. Hay chưa? Quá hay. Thấy câu bạc hiệu thấy tuyệt vời chưa? Đó, đúng lúc đúng nơi đúng chỗ mà sử dụng phù hợp, hay chưa? Quá đặc biệt luôn. Nên con người chúng ta khi gặp trong cái nạn tai gì, đường xá xe cộ sụp đất, lửa cháy, bom nổ, mìn nổ, té sông té giếng, trong cái lúc đó mình thấy đâu ai cứu mình được nữa đâu. Bây giờ mình chỉ có nương ai với Đạo Phật để vì tới cái hạnh phúc khi cuối đời mà mình có chỗ nương tựa chưa. Có người ai cũng chết, nhưng mà có những người khi mà khi cặn tử nghiệp ta chết thì lại kêu gào gấu đù la lên, không biết đi về đâu. Còn mình thì bình tĩnh, mình niệm ai với Đạo Phật. Bây giờ thí dụ như mình té xuống biển đi, bây giờ mình kêu ai bây giờ? Mình té xuống biển mình kêu ai bây giờ? Nhưng nếu như mình không có phương pháp tu giải thoát, bản thân mình sẽ sợ hãi lo âu, cái cá mập lỡ vớt mình luôn. Nhưng mà bây giờ mình niệm ai với Đạo Phật cầu sanh cực lạc, cá mập mà nó lội lại nó cũng không vớt mình nữa. Tại cái người này niệm ai với Đà Phật. Đúng không? Nếu thọ mạng mình lúc đó chết nha quý vị, được giảng sanh, quý vị tin không? Không bao giờ ngợp. Có nhiều người nói thầy ơi con có sợ chết mà con sợ ngợp. Không có ngợp. Cái người khi thọ mạng đến lúc gần chết mà quý vị niệm Phật, quý vị không có ngợp. Là Phật phóng quang tiếp dẫn quý vị trước khi chưa chết, rước bị đi bắt tiêu rồi, không có ngợp đâu sợ. Yên tâm đi. Trời ơi, có nhiều người bình luận nó thầy sao thầy gan quá, thầy dám chui quan tài nằm. Gan gì mà gan, nằm quan tài mà cũng gan. Nằm quan tài mà gan, cái gì đâu sợ. Ở đây anh em ai mà không nằm quan tài? Trời ơi, nằm quan tài, cả mấy cô trong chùa mình hỏi nó chịu nằm quan tài không, nói nằm. Cô chùa mình có ai sợ đâu. Các cụ đây có ai sợ? Cụ cụ nào sợ đưa tay coi. Hỏi gì mà bỏ quên đó phải không? Quên đưa tay là đi quên nữa. Tưởng đâu là hỏi không sợ thì đưa tay. Tự nhiên hỏi ai sợ ý quên. Cụ nào ở đây nằm quan tài mà không sợ đưa tay coi. Nói bị thấy chưa? Nói cụ mình phải gan ghê chưa? Nằm quan tài cái gì đâu sợ các cụ. Sớm muộn cũng nằm, chúng ta nằm trước nếu có tình cảm hơn. Hiểu không? Cảm giác thì sao là biết liền. Đó, nên vài bữa như đức giảng buổi giảng. Cái này nè, mới tăng tốc một chút nữa nè. Hôm qua là chưa có đóng lại, chưa có bắn vít. Còn này mình chơi mình đóng lại, bắn vít lại, rồi để cái điện thoại bên trong, đặt đèn ở trong, nằm ở trong đó giảng để cảm thọ được ở trong quan tài đóng nắp. Hiểu không? Mình lấy chấu, lấy gươm, lấy đồ rồi mình tẳng liệm mình nằm trong đó, đưa cái mặt lên thôi, rồi bấm cái chiếc điện thoại để đèn gọi vô đó, để rồi xong giảng để cho quý vị thấy mới cảm thọ sâu sắc. Bắn vít luôn. Mình để một cái đồ bấm ở trong đó, cái đồ bấm mà reo á, mà sợ nó lấy pin ra bấm hoài không kêu chết mồ luôn. Giống cái hài quý vị. Cái hài á, cái thằng đó chui vô cái hòm nằm, nó là trong thời gian ai nằm trong đây thời gian dài nhất sẽ lạnh được cái tủ này. Thì nó vô đó nó nằm, thì mỗi người nó đưa cho cái đồ bấm. Thì cái hơi bạn nó dụ như 1 phút 2 phút gì đó, xong rồi bấm chuông kêu re te 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 te, thì mở nắp ra. Tới cái thằng kia, thằng này nó rút cục pin kìa. Nó đấu tủ lại. Nó thằng kia trong kia
hết hơi rồi, cứ bấm hoài đó không kêu. Mấy đứa mày nó ngồi nói nè, công nhận thằng này hơi dài thiệt nha. Trời ơi, 5 phút rồi mà nó chưa kêu nè. Ôi 6 phút rồi nó chưa kêu nè. 7 phút nó chưa kêu nè. Ôi chết mồ rồi, dở ra coi thử, dở ra thấy anh làm nè. Thôi á. Tại vì nước chui nó nằm giảng, nó bấm bít nữa hết trơn. Để cái đồ bấm vô đó bấm, cái đầu tự ghét của pin vô chồng nằm im ngu, chồng chết mồ rồi trời, sao bóng ngoài đó không kêu vậy chứ, cái trời cái này chắc chết thiệt quá. Ông chơi cái đó cái gì khi chết thiệt cái quý vị, giỡn mà chết thiệt á chứ không có giỡn đâu nghe. Mà lúc đó mà phải chặn mình đi luôn, nằm trong đó mình đi luôn chứ sao bây giờ kêu ghéo ai quý vị. Mà phải chơi gan là bấm lại xong, bắn vít xong, đóng cửa phá cửa lại, kêu mấy chú ra ngoài hết. Chớ dĩ đó, chớ liều dĩ đó, thử cái nó làm sao. Giống như cảm thọ với sự sống chết đó quý vị. Để bản thân mình suy nghĩ cái mức mà nó gần chết, nó cảm thọ làm sao. Thử cái bản thân mình trong cái cuộc đời này có nhiều cái mình buông xả được không. Có nhiều cái danh lợi trong cõi đời nó ghê lắm quý vị ơi. Ừ, nó nên nó cảm thọ sâu sắc đi, tự nhiên người mình nó nhẹ nhàng tự tại. Nhiều sớm bị thấy ngồi trong quan tài cũng tự tại ghê không? Trời ơi, ngồi trong đó mà ngon thế ghê. Hồi tối về nghe quý vị, ngủ tàu ô thấy nó nhẹ nhàng đó. Tại vì mình vừa nằm trong quan tài xong giờ mình được nằm trên giường ngủ được, công nhận nó khỏe ghê. Còn hôm qua buổi chiều đó đó quý vị, nằm trong đó giảng pháp xong qua ăn cơm, ăn có 2 muỗng cơm no luôn. Biết vì sao không? Vì nó vui quá đâu có còn cái cảm giác ăn cơm đâu. Vì nằm trong đó nói chuyện nó tự tại quá quý vị, nó không còn đói nữa quý vị ơi. Ăn có 2 muỗng cơm no luôn. Hôm qua tới giờ ngộ lắm, sáng ăn 1 muỗng, trưa ăn 2 muỗng, hồi chiều này ăn 1 muỗng cháo. Sao kỳ cục, nghỉ ăn cơm luôn không biết sao ăn không được nữa. Từ khi nằm quan tài hôm qua tới giờ là không có ăn cơm được. Chắc là từ đây tới chủ nhật có chừng đi thiệt. Hiểu không? Nó nên các cụ chuẩn bị đưa những đức về cực lạc các cụ ơi. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng không, cái niềm vui của con người khi tu hành trong hoàn cảnh nào nó cũng vui là đúng đó quý vị. Nó vui vẻ, nó tự tại. Hiểu không? Nhưng mà vui làm sao á, mà cười thật á. Có những người mà người ta buồn mà người ta cười, nó cười giả lắm quý vị. Giống như có cái bà đó, bà nói hồi bây giờ con mới biết cười thiệt đó thầy. Chứ hồi xưa mà thầy biết rằng mỗi lần con cười là gì không nè thầy. Nó thấy cười không? Còn có những người mà cười mà buồn chán, mà giống như cười mà cười gượng gạo, cái cười gì nè. Cái môi giật lên không mà quý vị. Nó thấy chưa? Nó bị cười sao mà cười thật tặng đáy lòng quý vị. Thì tất cả nỗi buồn nó xóa tan sạch hết luôn. Nên câu vật hiệu này lợi ích lớn dữ lắm. Hiểu không? Bám chắc câu vật hiệu đi quý vị ơi. Bám chắc câu vật hiệu này nghe. Đi đứng nằm ngồi cái siêng niệm Phật đi các cụ ơi. Các cụ buổi sáng mà đi vòng vòng quét săn chùa có niệm Phật không các cụ? Niệm nghe không cụ? Bằng đêm lỡ mà đi vệ sinh xa xa mà té cái rầm, các cụ có niệm Phật không? Niệm Phật nghe các cụ. Lỡ mà té nằm, mà lỡ mà té bất tử mà nó nằm tại chỗ mình già mà các cụ. Thường té cái nó nằm luôn, nó không đứng lên được gì chứ á. Các cụ nằm đừng có kêu ai cứu nghe không? Kêu ai? Đúng rồi, ai với Đà Phật. Đúng rồi đó. Nhớ nghe các cụ. Chứ đừng có té nằm cái rầm đó mà cứ nằm như nè. Cứ đừng có kêu cái đó, nó mà chết là không có giảng sanh đâu. Các cụ cứ nằm đó, cụ nằm im gu vậy nè. Sửa tướng cho đẹp luôn, lỡ nó chết chết đẹp. Mình phải tính chuyện này để lại cho người ta, sau này người ta nhìn người ta ngưỡng mộ các cụ. Chứ đừng có mà trở là trở gần chết mà tự nhiên cái cụ mà nằm cái này chết, người ta cười chết mồ luôn.
Nằm ngủ kiểu này chết, nằm kiểu này chết là người ta nói không giảng sanh đó. Các cụ thấy mình té rồi, có thể mình chết các cụ, sửa lại đàng hoàng nghe. Cố gắng còn chút xíu sức lực gom lại, chân cẳng đồ ngay ngắn, tay đồ duỗi xuống, ha, sửa cổ đồ lại, bóp miệng đồ ha cô, ha, nó tóc tai còn thì vuốt đồ, rồi bắt đầu nghe các cụ quay lại nghe các cụ, quay lại, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ nghe các cụ vậy đó. Thì khi các cụ mà chết là các cụ nằm vậy mà cái mặt các cụ niệm cừ cừ nghe, là khi người ta biết được các cụ mắc rồi, ta nhìn cụ nó công nhận cái bà này chết tốt. Trời ơi, bà nằm cái kiểu kiết tường giống Phật luôn. Mình còn nghĩ cho người ta khi mình chết nữa đó các cụ, để cho người ta nhìn mình mà người ta tính tâm với Phật Pháp, đúng không? Những đứa nói bản thân những đứa cố gắng sau này khi mình gần chết mình kiếm cái ghế đẹp đẹp á, mình leo lên mình ngồi mình sửa tướng đồ, mình để hai cái tay đồ lên anh á, ngồi mình vừa vô á. Nhìn cho nó quay phong lẫm liệt chút chết cái cục, để là cho người ta cảm thấy nó tin tịnh độ cụ ơi. niệm gì người nghe. Thôi chúng ta quyết chí đời này về Cực Lạc gặp nhau quý vị ơi. Chúc quý vị an lạc nha, lúc nào cũng vui vẻ quý vị ơi. Đừng có buồn ai để trong tâm nghe. Rồi A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.